chuyển đang xào cá, ông xã mình cũng xào cá, mình chuẩn bị đồ để mai đi lên suối bắt cá suối ha. Trước khi đi bắt cá suối thì mình chuẩn bị cám. Cám thì mua mình về mình xào nó rẻ hơn, còn không thì mình mua người ta xào sẵn người ta bán ở trong bình thì nó mắc hơn. Anh nói mình hỏi sao mà xào khét thì anh kêu là xào khét thì nó mới thơm, mà thơm thì khét nó mới ra nó ăn. Bây giờ anh chuẩn bị anh xào đi, mình đi coi mấy cái vợt chụp lưới, mình coi nó có rách không, mình cột lại. Đây cho cả nhà xem, đây là những cái vợt lưới nè, đó vợt cho nhỏ gì nè. Mỗi năm mình hay đi bắt với ông xã, mình cũng nghĩ là hai năm nay không có đi bắt rồi. Mấy năm trước có đi. Rồi năm nay hai đứa nhỏ lớn rồi, cũng muốn dắt nó đi để nó trải nghiệm á. Ngày nghỉ mà cũng không có đi đâu, đi ra ngoài đông người thì cũng sợ. Bây giờ thì đi lên núi, đi lên suối đó. Suối theo khe trên núi á. Mình đi bắt bắt tép suối á cho con nó trải nghiệm cũng như là thú vui. Đó. Thì mình coi cái nào mà nó bị kiểu như mình xài mà nó bị gách đó, mình lấy dây gân cái mình cột nó lại, cũng như cái đây nè, nó gách vậy đây nè, cái mình lấy dây gân mình cột theo cái viền đây nè, cột nó lại. Cái này mua lâu rồi thì cái lỗ lưới của nó hơi nhỏ nè đó, còn cái loại này nữa không, nó quá trời bự luôn, nó dễ bị lọt lắm, mình bắt tép đó, nó dễ bị lọt lắm. Bây giờ là hình như đa phần là toàn là lưới lỗ bự lắm, nó không có nhỏ như ngày xưa nữa. Ngày xưa lưới lỗ nhỏ không mà mình bắt tép không có bị lọt, cái này cũng hư rồi. Với lại giờ cũng khó tìm cái loại này lắm, ít có người bán. Lựa cái nào xài được thì mình để mình xài. Cái này kiểu như làm vợt mấy lần á, cái nó méo mó nó đủ kiểu hết trơn đó. Đây là mình chuẩn bị công cụ để mai đi bắt tép ha, cái túi. Đây cho mọi người xem, mình tới suối rồi, giờ mình đi lên trên đó, ở trên núi có suối gì vậy nè, mình đi theo đường suối này mình bắt ha. Giờ mình chuẩn bị là vợt, nó ông xã đang quấn nè, mình lấy cái vợt đó mình cột lên cây tre. Chuẩn bị như vậy đây, nó làm cái vợt như vậy nè. Ở bên Đài Loan đây là mình đi bắt tép suối là vợt như vậy ha. Còn nếu ở bên Việt Nam thì mình đặt lợp hay là mình lấy lưới mình làm, nó sẽ tiện gọn hơn, nhanh hơn. Còn cái này thì giống như là cái thú vui vậy. Bây giờ mình chuẩn bị đồ. Còn đây là cám ngày hôm qua ông xã mình giang nè, tối hôm qua. Con cám bây giờ mình trộn nước. Mình thích gì nó ngon. Rồi mình trộn bỏ nước cho bớt cho nó. Trộn nước lên cho nó hơi đặc đặc á, mình dục xuống nước á cho nó chìm xuống dưới. Như vậy thì mấy con tép nó sẽ thử được mùi, nó sẽ ra táo xẹo. Cái
我要用的，我要放我手机。 làm cho nó hơi hơi đặc đặc vậy đó. Rồi bây giờ mình chuẩn bị đi ha. Bây giờ mình lên tới nơi rồi, đó cho mọi người xem. Đây là cái cá nhỏ mình nữa nè. Mình cho thêm chút nước kìa, cái nó đặc đặc á. Hồi nãy trộn rồi mà nó vẫn còn khô đó. Rồi cái mình giải. Rồi xem đây, trong suối đây mình thấy trong suối không nó, bây giờ mình bắt nó nha, bắt thì mình bắt cái con này trước đây. Nó bắt ở trong cái vợt như vậy, tại vì một tay mình cầm, một tay mình làm hơi bị khó. Xem cho mọi người xem, đây là cái vỏ mình đựng nè, đó đựng cái túi rồi chút vô có đá luôn, đây có con bự nữa nè. Thấy không? Đó, mình đi bắt cát suối rồi mình bắt gì đó. Ở bên đài mình theo ông xã mấy năm, chỉ có 2 năm nay không có bắt. Mỗi năm thì mỗi năm đi bắt một lần, tới cái mùa đây nè. Do thời tiết mà sắp lạnh á, các mình đi bắt. Đó. Mình giải cám gạo á, một chút là nó bò ra. Đây. Bắt từng con nha, cầm cái máy nó hơi khó nha. Cái này á mình làm phải lẹ tay thì mới bắt được nó, chứ không nó nhảy nhanh lắm. Rồi cái mình bắt mấy con gì đó, cái mình giải thêm một chút cám nữa, cái hồi ông xã mình ở dưới ảnh đi lên á, với con mình nó có làm ra nữa. Mình bắt không được sảy nha, một cái khi mà nó sảy rồi đó là hình như là khó bắt lắm. Đây. Mỗi cái vũng nước là mình giải một ít như đây nè. Đó. Ở đây cũng có nữa nè. Nước cạn thì mới bắt được, còn nước mà nhiều quá không có bắt được. Tại tới mùa đây là nước nó cạn như vậy đó. Nếu mà qua một thời gian nữa, khoảng nửa tháng nữa là nước suối nhiều lắm. Thì hôm bữa mình có đi tắm suối á, mình cũng cho cả nhà xem. Thì cái nước suối là nó lớn vậy thì không bắt được. Mà nước suối cạn như vậy thì dễ bắt lắm. Đó, bây giờ mình đi lên trước nữa. Đó. Động ấy không? Cái gì đấy, động ấy không? Không. Cái gì đấy?
他們是不是最近是換頭機啊？啊，他們都忘記了。那皮那個他壳都忘記了。好黑哦。我要吃蛋糕。好，爸爸拿飯來給爸爸吃。 Đây, cho mọi người xem cái tôm đó, bắt nãy giờ đây nè. Đây. À, chị ta nè. Chị xin nã. Chị có cần phải nã. Chị xin tí áp bà nè gà. Nè gà, 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 只有饭汤不用钱，所以你不用在那叫明明啥，叫什么？好，那个好吃。来，con gái mình đây. Oh, cái này chín rồi. Mình đi suối là suối gì đây nè. Đó. Cái gì? Nó cái hào là chỗ cho tao nè. Con này là con nhỏ ha, cái con bự càng nó cũng bự lắm. Ồ, nó kẹp. Đây, đây là cơm trưa của nhà mình ha, mình mua cơm nếp á, cơm nếp dắt á. Đó, giờ cả nhà mình ăn cơm trưa. Đây là bánh ít, bánh ít của Đài Loan, làm ăn cũng ngon. Thân dễ dạo, thân dọn, thân dọn. Mình quay gì á, cái chỗ nào mà trống á mà dễ quay á thì mình xách mình quay cho mọi người xem, còn cái nào khó quá bỏ qua ha, tại vì mình vừa quay mà vừa bắt á nó rất là khó luôn, nó bất tiện, phải có người quay thì mới tiện. Nhưng mình đưa cho mấy đứa nhóc mình á thì sợ nó đi á, nó dắt nó ngã, cho nên là khi nào mà rảnh á, chỗ nào dễ dễ mình quay cho mọi người xem. Đây là suối nè. Nước suối mà cạn nó trong vắt luôn. Nhìn thấy rõ lắm. Thấy gì lên hả? À, giờ cả nhà mình nãy giờ đi bắt xong rồi, giờ về là cho mọi người xem. Đây. Năm nay ít, không có được nhiều, có cua nữa nè, cua suối nữa nè, không có được nhiều như mọi năm. Mỗi năm hai vợ chồng thôi mà bắt nhiều lắm. Năm nay á không có được nhiều. Cái này gao. Năm đi núi mình hay đẻ mấy gao này nè. Nãy giờ nó bắt tôm, bắt tép không, không có đi hái. Đã bao bao tao y cơ kỷ nì. Kỷ nì tay mà. Mấy là sến chứ. Cô cho hào xoan mà sao. 我一直抓着它，没有什么用。那么，那么，那里那个呀，那么，叮叮大的啊。爸爸，它爬出来了没有？那个，你那个那盖子呢？我地上都没有盖啊。有。没有。有大的，跟你说你没找它出来吗？好了，两位把它倒进来。 不要啦，这样子你居然说什么球都你抓的。没有，我一下子，等下我抓。我抓这么多。来，
Đây, giao cho chân. À. Wow. Đó, trai mình nó bắt đó. Rồi gái. Tao chơi lì nè gái. Tao chơi lì là. Tao tôi chơi bà má chơi lì. Đây nè. Chơi cậu yêu. Lại. Ê, ê, thằng xin, thằng xin, thằng xin. Thằng xin chi rồi. Không mấy con cua. Trời, yo, đúng đó, cái nó quẩn cái càng kìa, dễ sợ không? Bà ba tha hậu sung ngon. Đụng tới đó nó quất cái càng lên nó rồi kẹp. Đó mấy bên đây. Tôi mới thấy đâu rồi. Đó, cái này xì hai mẹ đây rồi, bây giờ mình đi về ha, còn con gái nữa. Ê, cái bàn chì, 2 cái có lẽ có 1 chì mà. Ờ, cảm ơn. Có chỉ có đá bàn. Ừ. Ê, các bạn đợi rất lâu thì cũng có những chì à? Ừ. Tôi không có bị các bạn đưa bao nhiêu. Ồ. Đá mà. Ừ. 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 Rồi, giờ mình đi về nhà ha. Đây mình về tới nhà rồi. Nó bây giờ mình xách cái đổ cái thành quả của mình hôm nay đi ra. À, cho mọi người xem. Cái này à, mình xách cái cây này về trồng. Ở sẽ băng vào tận tâm. Tắt xuống rồi. Cân cho cái phân chia sơ bên nó, tao sơ bên nó xì. Cho các nhà xem. Wow. Cái này chắc cũng được 2-3 ký tép ha. Vẫn còn nó nhảy lung tung lung tung. Nè. Nhưng mà vẫn ít hơn mỗi năm ha. Hình như năm nay có người đi bắt rồi hay sao á, cho nên là rất là ít. Mỗi năm hai vợ chồng đi thôi mà bắt cái thau này là đầy dông luôn á. Còn một mớ cua nè, cua này cua đá không, cua suối á. Đây đó. Mình xả nước vô. Với lại hôm nay đi về rất là sớm luôn. Mỗi năm là hai vợ chồng đi là sáng đi mà cho tới chiều 5-6 giờ mới về. Thì đi cho thời gian nó nhiều, với lại nhiều quá bắt ham á, đi nó lâu, còn năm nay ít quá rồi không có đi lâu, bắt con buổi à. Đây là mình đi vớt từng con nha, con xuống này cũng bắt được con cá suối nha. Ở bên này loan cá suối là nó gì đây nè, xương không à, ăn không có ngon. Cá này nè, nó xương lắm luôn.
Cái đó chỉ có chiên thịt giòn lên thì ăn nó mới đỡ xương, chứ không xương lắm. Rồi mình xách tôm đi. Xách tép đây, hồi mình xay ra mình đi chiên với khoai lang. Đó, bên đây là thành quả của mình đây.